gì với món đậu tầm hành nhỉ? Món đậu tầm hành của Hà Ly về cơ bản thì cũng giống như cách làm món đậu tầm hành nhà các bạn, nhưng nó có một số điểm đặc biệt mà Ly cho là ưu điểm hơn so với cách làm khác. Một là miếng đậu giòn bên ngoài, mềm béo bên trong. Hai là không bị quá nặng mùi mắm và phần mắm thì thấm sâu vào trong miếng đậu. Ba là rất tiết kiệm vì sẽ không để thừa một giọt mắm nào. Thứ tư là thành phẩm trình bày đẹp mắt. Cái phần hành lá thì sau khi các bạn rửa sạch nên cắt nhỏ ra, sau đó cho vào một cái bát. Cắt hành xong thì mình sẽ tiến hành sắt đậu. Độ dày của đậu thì nên từ khoảng 2-3cm, không nên là sắt mỏng quá, bởi vì sau khi rán thì đậu sẽ mất đi cái độ mềm béo, nó sẽ bị khô. Rồi, mình sẽ cho vào hành lá, nước mắm, bột canh và đường. Kế đó, mình sẽ chế nước sôi vào. Nước sôi sẽ có tác dụng làm cho hành chín và hòa tan cái hỗn hợp mắm đường. Rồi thì mình rót dầu vào chảo và đợi cho dầu nóng thì sẽ gắp từng miếng đậu thả vào để rán vàng hai mặt. Cái bí quyết để rán đậu ngon của mình là đợi cho đậu chín vàng một mặt thì mới lật sang mặt kia rán tiếp. Bởi vì nếu mà dở non quá thì đậu sẽ rất là mau bị ỉu, và nếu mà muốn giòn thì mình sẽ phải rán rất là lâu, và như thế thì cái miếng đậu nó sẽ không còn ngon nữa. Các bạn thấy không? Đấy, mình đợi cho nó vàng hết rồi mình mới lật mặt. Khi mà đậu đã chín vàng hai mặt thì các bạn vớt ra và nhanh tay nhúng vào cái hỗn hợp nước mắm khoảng vài giây rồi gắp đậu ra đĩa. Sau khi mà nhúng hết lượt đậu thì mình sẽ dùng thìa múc hành ra để lên từng miếng đậu cho nó đẹp. Sau đó thì mình sẽ dưới nốt cái phần nước mắm còn lại vào các miếng đậu. Các bạn thấy không? Lượng nước mắm pha vừa sinh cho nên là không thể bỏ đi một giọt nào cả. Đấy, vậy là món đậu tầm hành của mình đã hoàn tất. Mời các bạn thưởng thức. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau.